Em chào anh Tùng và chị Đen ha. Thì trong những cái clip mà từ hồi xưa tới giờ mà khi mà em quay hai vợ chồng đó, thì đương nhiên là khi mà đăng lên cái vấn đề về mà hai vợ chồng đó là mở con đúng không? Người ta nói như vậy đó, thì bây giờ em cũng muốn làm clip để hỏi hai anh chị. Bây giờ là mình cứ nói thiệt đi. Mình nói thiệt đi là mình có hay là tự động mình nói ra những cái câu đó là không có thiệt hay không? Thì nếu mà mình nói thiệt đi để cho bà con sẽ giúp sẽ giúp cho anh, thí dụ như cắt cái nhà cho anh hoặc là có tủ lạnh. Cái đó là có thiệt. Có thiệt hả? Có thiệt. Để vậy tôi nói ai tin không tin thôi, mình thấy rồi mình biết đi chứ không có nói gì nó giúp làm gì. Ở bà này bà không có co, bà không có vô mình. Ừ. Đó giờ từ còn gái là còn có vô mình mà tới mà có chồng ha, là đẻ con nó này ra là không có vô mình luôn. Vậy đâu có biết đâu mà đấy, như kiểu giống như là chữa chợ có chữa chậm vậy đó, nhưng mà còn này là thấy thiệt chứ không có nói dốc thiệt. Mà không ai tin thì nói không ai tin gì thôi chứ sao giờ cái nào có thì mình nói có, cái nào không thì mình nói không chứ nói thêm chi nữa. Mang tội. Mang tội lắm chứ không phải không tội đâu. Cái này là thấy thiệt đó, bây giờ anh dòm đi, cái đầu nhỏ khác hết đó. Dòm đi khác, đứa nào cũng khác mà có người nào cũng khác mà béo tôi khác. Không, có hai chồng tướng đó đi là hết cái đầu, anh nút anh gì không biết. Lúc đó đậu nó đen thù lùi vào, tóc nó đen lắm. Nhưng mà tại sao mà hết rồi nó dị luôn đó, lại đậu nó dị đó. Hai chồng nó cha mà không biết, lên cái clip mình coi đó. Dạ. Không thấy gia đình bị tắm mà con nhưng mà đẹp gì đó. Ông lợn. Rồi sao? Ông quay bằng máy không à, chứ không ấy. Thì ông lợn dắt, thì sao mà ông cho anh được anh 200 hả em? 200 với 5 hộp sữa. Giờ là ông đi luôn đó. Ông đi rồi sao là ông mới dắt vợ ông về. Chị đó ở đâu là bà nói ông lên mạng lên gì ông cũng gặp vợ ông đó. Giờ hai chị với anh mới gặp lại mới gặp ông chồng. Rồi khi mà hai vợ chồng đó là mà lại thăm hai anh chị rồi, hai anh chị cũng kể gan vậy đó rồi. Hai người đó mẹ như thế nào? Hai người đó có suy nghĩ như thế nào? Một, ai biết đâu mẹ đâu có điện thoại đâu. Đi lại mà quá trời bệnh rồi. Rồi cái anh có số ảnh nữa mà anh không có điện. Ta lại không lại thì thôi chứ điện ta làm cái gì? Anh hứa anh tròn cái phi để cái nước, thấy vậy nó thùng ba lắm á. Anh cũng có nói là có cái lù. Có cái lù mà đem vô nhà, cái bếp mình đem vô nhà nó nặng quá, chứa nữa rồi nó vẫn tắn nước rồi. Vậy mình sợ nó sập cái thằng nước đi, xài không được. Anh mới xài, anh xài cái thùng đó. Anh nói nữa anh cho cái thùng cái xì ngủ để cho nó rồi gọn. Khi mà em làm clip á, khi mà em đăng lên á, thì bà con cũng có điện cho em. Cũng nói là bây giờ á, kêu vợ chồng của anh Tùng và chị Đen. Cứ nói thẳng và nói thật đi, nói thiệt đi để bà con chung tay vô giúp cho gia đình. Chứ đừng có nói bịa chuyện ra. Không có bịa chuyện được, cái đó là bịa chuyện cũng được. Tại vì thấy làm sao là nói vậy. Ổng ẩm một đứa con gái mà trắng trẻo lắm, đẹp lắm, đẹp gái lắm mà nó trắng tư à, uống nu uống nặng vậy á, thảy vô mình nó luôn hết hồn. Giật mình hả là tay chân bủng rủng chân á. Cái nào có thì mình nói có, cái nào nó không, bà không có vô mình nè. Là bà nói anh không tin, nó nói bà nội không vô mình mà sao bà lại tôi có ở bà đâu mà có con. Vì ổng không đâu có tin đâu, cái gì hai chồng ấy lộn. Chứ không ai giờ tôi nói thiệt, cái giờ ai tin cũng tin thì thôi. Chứ biết làm sao giờ mình thấy gì mình biết xíu à. Nó nhỏ bằng mày vậy nè. Anh đâu có gặp đâu, rồi mới nói sao bà nội bà có vô mình hy vọng gì đâu mà có con. Đó. Vậy mới đi anh với thử que này nó được hay gặp, nó rồi. Không có thử que luôn nữa, đã nói rồi mà đã ổng cho tìm mình thấy rồi. Mà thử gì nữa. Giờ ông này là ổng không tin, ổng nói là mày đi thử đi, tao cho tao biết đó, đưa luôn cho ổng coi. Chứ ngoài ra là mình thấy thiệt, chứ không phải nói dốc cái láo gì ai. Chá cái dốc thì mang tội thiệt chứ làm gì vậy. Chứ anh cũng đi mài à. Nói rồi thấy tụi mến tụi thương tụi giúp mình chứ đâu có nói dốc được. Đâu nói dốc được, ba cái vụ này đâu có nói dốc được. Cái gì mình thấy rồi mình nói vậy. Tại vì em là cũng như là một nhịp cầu nối để giúp đỡ cho anh cũng như là truyền đến tay anh những số tiền của Mạnh Thường Quân. Thì Mạnh Thường Quân cũng muốn là gia đình nói thật
Nhưng mà thật sự ra khi mà em lại đây em hỏi từ hồi lúc đầu tới bây giờ thì hai vợ chồng mình là có sao là nói vậy ha. Tức là chị là mình nằm trên bao thì mình có sao thì mình nói vậy ha. Thấy là có làm sao là thấy sao là thấy y vậy là mình nói y gan vậy luôn, nhưng mà không ai tin hết á, thì mình cũng đâu biết làm sao giờ. Bởi lúc đi mấy ngày là anh nói là nói rồi, có nghĩa là tại phải có lao cho mẹ kêu ông không đó, kêu cứu nó chứ nó tưởng là nó chết rồi đó. Nãy nó cứ ngắt cứng còng á. Vụ đó là đâu có nói dốc được. Đâu có nói dốc đâu. Rồi mới kêu giấy ông ơi ông rồi về với kêu ông và vợ ông chết rồi. Nói ba cháu ông về ăn tiếp. Dạ. Rồi anh đâu có đóng chút xíu gì đó là nó khóc nó là nó qua đó. À coi cái nhà coi cái tóc anh nè. Mày cái này á. Ngạn lớn á, trắng em bạc mà trắng luôn nè, có bạc nữa rồi vàng vàng nữa. Con số đó gặp xô á đi bán mình cho bà bên á tới bà chót bên à nhạn lớn tóc bạc luôn rồi nè. Bà thằng ảo không đây có nhện không, không có nhện đâu. Ngộ ha, nãy giờ nói chuyện cái anh thức luôn đó. Thì tại vì á bà con cũng nhắn tin cũng như điện cho em bài nói đến và gặp hai anh chị và hỏi hai anh chị, kêu hai anh chị nói thiệt đi. Đó thì mình có sao mà nói gì để cho cộng đồng mạng bà con mạnh thường quân cô bác ta thương. Nhưng mà khi mà từ clip đầu với nói chuyện với hai anh chị giờ là mình có sao là mình nói gì. Mình thấy sao mình nói vậy ha. Bây giờ ai không tin thì thôi ha. Tại vì cái vấn đề đó, cái phần đó là cũng như tâm linh, cái giấc mơ đó mình thấy sao thì mình nói vậy. Tại ông cho rồi mình nói gì thật ra thấy người ta thấy hoàn cảnh mình vậy ta giúp đỡ thêm. Rồi mình nói người ta không tin thì thôi chứ anh đâu có muốn sao giờ đâu. Cũng dán sống bình thường với đương con mình. Còn hiện tại là chị đang nói là cái bé mà ở trong bụng của chị là chị không có thấy gì trên không nữa ha. Không có thấy, chỉ là thấy đứa này với đứa này là thấy ông ẩm lại đó, là rồi đó. Nói chung ra là đứa sơ là hai chồng anh ở nhau cũng không có ở được. Đứa sơ này là bà không thấy là bà ở mà nó không có vô mình mà lại dính. Tại vì em nói vậy thôi, có thằng này là ông nói anh đâu có tin đâu. Tại vì em có nghe mấy người mà chuyên gia về bên cái bên khoa mà sinh sản nè, thì người ta nói là tại vì á giống như là năm một hoài vậy đó, là cái kinh nguyệt á nó không có, cho nên thì ở mà vẫn có bầu là bình thường. Đó. Nhưng mà anh chị có biết về cái vấn đề đó không? Không. Hai anh chị không biết vấn đề đó hả? Ta kêu qua bảnh tới khám hoài mà anh thấy bà xã nó cũng mạnh. Nhưng mà trong 8 đứa này là tính ra là năm một hết hay sao? Không. Con nhỏ này là được 2 năm mới đẻ thứ 3. À, bây giờ là như bé Thi là 2 năm. Sinh bé Thi xong rồi 2 năm mới đẻ cái đứa thứ 3 phải không? Mà đứa thứ 3 là Thảo xuống luôn đó là năm 1. À, nhưng mà bé thi này là 2 năm đó, là lúc đó có không có dơ mình luôn đó, không có dơ luôn hả? Không luôn. À đã đau luôn, có đẻ thứ ba sao có đau. À nín đi con. Đó là đẻ ông chồng á là đâu. Uống thuốc đó, uống chỉ rồi nổi cái ngang là bệnh luôn, qua bên khỏi có nước đó là tại mình nói là có một đứa thôi, tại lúc đó là mình chưa có biết gì hết trơn á, lúc đó mới có chồng mới đầu tiên à. Khoan còn nhỏ nữa, nhỏ tuổi nữa, nói là thôi đi đẻ một đứa thì mất công của mình chăm nuôi nó nữa, lấy gì đi mặn, lo nghèo khổ với ta đó, lúc đó là đi mặn đó. Ở đâu mà đẻ bà này ra rồi là dính ông kia hoài tới rồi xong. Bởi chồng thằng đi muốn thì ra cho anh, nếu muốn thiệt. Hồi đó anh ham con lắm, cứ bà về nó bà phải đẻ tôi đứa con, rồi bà này mới tính là vợ chồng còn trẻ quá, chưa có con. Đó, nó hồi tên ham con em ơi đẻ đi. Rồi hả nhỏ này ra là cách 2 năm đẻ hồi kia rồi sau là năm 1 thôi. Là dính năm 1 không? Thì em nghĩ là năm 1 gì đó, giống như là cái kinh nguyệt nó chưa có. Nó chưa có lại là đã đẻ nữa rồi. Thì đương nhiên đó, nhưng mà lúc đó là mình có vẫn ở không? Mình vẫn có ở bình thường không? Có ở với nhau giống như hai vợ chồng sinh hoạt với nhau á, có không? Có hay không? Có. Có mà lúc thời gian là đã 6-7 tháng trời mới có ở. Lúc đó là nó cũng lâu lắm rồi vậy đó. Cũng có ăn ở làm gì không ở vợ chồng mà. Mình nói sao mình nói vậy chứ anh không có nói dốc.
tại vì cái là mình ở phía bà xã ở là ở với bà là không có nhờ mình, anh cũng lấy ra nữa. Ông chứ bỏ ra ngoài nữa. Ông là hẹp, cũng dính rồi. Nên là dính vào ngoài. Lấy ra ngoài á. Ông mạnh quá. Ông mạnh quá. Tại vì lấy người gia đình đó. Vợ nữa ấy đó mở cuộc là cũng dính rồi. Vợ ông kêu, nó kêu đi mua anh nhờ gia đình mà anh rút không được á, anh bao con su đi. Ta không có nói trong hướng dẫn chạm á. Nói tụi bà không có quen. Để tôi ngồi gia đình đi, xuống tôi rút ra. Ủa, chết trong mưa. Dính rồi, dính rồi. Nếu mà theo anh nói như vậy là do là tại vì năm một á, cái vấn đề về phụ nữ á, người ta chưa có lại kịp á, là đã có bầu nữa rồi. Đương nhiên là nó phải có rồi. Còn cái vấn đề mà chị Đen mà nằm chim bao mà thấy cái phần mà ông Tiên gì đó, cái đó là thật ha. Thật. Có sao là mình nói vậy ha. Thì ông dâu dài tóc bạc mình không biết cái đó là ông Tiên, ông gì mình không biết chứ đừng nói Tiên giờ mình không biết ông gì hết á. Thấy sao thì mình thấy dâu dài tóc bạc thôi ha. Dạ. Thì tại cũng muốn làm clip này cũng cho bà con hiểu rõ hơn một lần nữa. Dạ. Đó. Chứ không có nói dốc được trời ơi. Có làm sao nói vậy chứ nói làm sao thêm bớt làm sao được mà thêm bớt ơi chết luôn á. Trả anh mà khả năng anh nuôi với con này gắng lo thì có gì ăn nấy cũng như đừng đi ăn vậy đó, lúc thời gian cũng chưa quay cũng vậy đó. Thì có nhiều ăn nhiều cũng như kiểu mình không có thì ăn muối cũng ăn muối theo chứ đâu có được cái gì. Cái kiểu thì mà không có cá mắm gì mình ăn với nước mắm muối, ăn với muối đó. Thì bà con khi mà xem clip bà con thấy anh hai vợ chồng rất là thật thà. Em nghĩ là chắc anh và chị không chưa có hiểu nhiều về cái vấn đề mà sinh sản cho nên thì năm một á rồi nó có bầu. Chứ em nếu mà theo em nghĩ thì cũng phải ở nhau mới có con chứ sao mà không ở mà không có con được. Phải có ở bây nhau tích, phải có thằng quỷ nó tích rồi tôi nói không được sao? Nói mẹ mình thấy sao mà nói không ở mới có con tức một cái nó mẹ ở mình thấy vậy mà giờ người ta nói mà người ta không tin tức một cái nghe cành hồng vậy đó. Thì biết nghe cái lúc đó là có một chị đó là chuyên về bên khoa sinh sản phụ sản đó thì người ta nói là dù cho anh Tùng lấy ra ngoài nhưng mà chỉ cần còn một con ở trong đó thôi, một con tinh trùng thôi là nó cũng vẫn đậu thai nữa, nó vẫn đậu thai nữa. Đó là người ta chuyên về bên đó người ta nói như vậy chứ không phải là mà mình mang bao cao su không mang bao cao su mà là mà không dính sẽ dính hết trơn á. Đó nhiều khi chị đó nói là nhiều khi cái phần bao cao su á nhiều khi nó chỉ cần nó lủng lỗ rồi cũng dính nữa. Đó là vậy đó. Bây giờ này cũng mưa trời chuyển mưa nè. Chút nữa tạt mưa lớn thì tạt cũng mưa nhỏ lớn thì thôi. Nhưng mà khi mà Thảo làm clip á lâu lâu á thì Thảo mới lại một lần thì cũng quay các cháu cho các cô chú mạnh thường quân các anh chị để xem thì dù cho Thảo không lại hay là lại mà không lại thì cũng vậy tại vì anh và chị Đen không bao giờ mà điện cho Thảo mà để nhờ để giúp cái gì. Có cũng được không có thì anh chị cũng vẫn đi làm bươi vào để kiếm tiền để lo cho mấy bé. Thì chứ từ hồi lúc mà Thảo quay tới giờ là hai vợ chồng chưa có khi nào mà điện cho Thảo bây giờ là anh cần cái đó anh thiếu cái đó là không có. Thì Thảo lâu lâu Thảo mới lại thì để quay cho cả nhà xem thì tại vì cũng có nhiều cô chú anh chị đó thì cũng thương các bé lắm, nhất là thương anh cặc này nè. Ăn cái gì ạ? Dễ hả? Mẹ. Thì bây giờ mình cố gắng mình ngừa được thì mình ngừa nha anh Tùng thì chị Đen. Tại vì nói tuy là mình nói là mình được cái sự ân trên cho mình là 10 đứa nhưng mà mình cố gắng được ngưng được thì mình ngưng. Đâu có ham đẻ đâu trời ơi, đẻ đâu có sung sướng gì đâu. Cực cái mẹ bỏ con rồi lăn lóc tội nghiệp nó lắm. Chứ bây giờ là 8 đứa rồi thêm một bé trong bụng nữa là 9 cái đứa rồi. Cái ham đi mặn mà ôm cục gì rồi sao đi mặn. Dạ.
với vợ chồng mình lên muốn trả mình lấy gì có ăn dạ. Chung gia vợ chồng mình á, nó phải là hai chồng mình phải có ăn ở với nhau rồi mình có ở không có cái gì mà sợ không có được mà mình ở rồi mình không biết tại vì hai anh chị á mình chưa có hiểu nhiều về cái vấn đề mà bên phụ không sinh sản đó sản là phụ. Không có hiểu về cái đó nhiều cho nên thì mình không có ngừa không biết cách ngừa cho nên nó mới dính hoài vậy đó người ta cũng dạy vậy đó mà tôi chỉ không ấy mình gia đình cũng mới đau cao su vậy đó mà anh làm thì tất cả luôn nó cũng vậy à nói mà không có mình phải ngừa được chứ sao không ngừa được mà anh làm tất cả anh phải ngừa được chứ anh phải ngừa được ngừa ông phải ăn chấm gì mà ông nghe cái ông bính hai mươi tám chắc ba người đó vậy đó là cũng đi đình sản đó rồi thương cũng ba bà con à mà tất cả thì ông có hộ nghèo đó bây giờ cũng thương hộ nghèo hết trơn hết tiền luôn đó hả gái ăn gớm sáng á đi giác rồi ông điện hoài đem má chú cho nó nhỏ nó ăn vậy thì tóm tắt tóm gọn lại á là đẻ năm một chỉ có mình anh bé Thi là đẻ hai năm thôi đẻ năm một không thì em nghĩ là hai vợ chồng là do mình không biết cách kế hoạch đó cho nên như vậy thôi còn mà còn cái vấn đề riêng về vấn đề mà là chị đen nằm chim bao đó cái đó là sự thật. Mình thấy sao thì mình nói vậy ha. Còn cái vấn đề bình thường là mình vẫn ở bình thường ha. Dạ, mình vẫn ở bình thường mà cái này có thấy là mình nói không thấy thì lấy chị nói. Ôi giờ này trời mưa rồi. Giờ này nếu mà nói chuyện với hai anh chị chắc hơi ồn rồi nha. Bây giờ vậy thôi để mình kết thúc cái clip lại tại đây nha cả nhà. Bây giờ trời mưa rồi nè, ngoài này trời mưa rồi nè. Có giọt không? Đó là mới tạt tạt hả tạt vô tạt cái sao đó anh kia nó giải rồi đủ trớn mà đó có gió hả tạt mà không có gió không có tạt cái này nếu mà mưa lớn chắc nó dầm dữ lắm không ta nếu giống của mình thường thế thôi nhưng mà nó có tạt ngoài không tại ngoài trước này đâu có cửa đâu sao à? Sao anh Tùng chị đen là mình không làm cái cửa đi làm hả nó làm banh hết nữa quá không cái cửa mình làm cái cửa sao mấy đứa làm banh hết được kéo quá hả bây giờ anh tìm cách làm cửa bằng gì cái cây cũng được nữa hay là mình làm cái thước á cửa thước á trời ơi nó nứt cửa này mà nó còn xé cỡ này nó còn lấy đồ nó cắt nó đi da nó bẻ được mấy chân đứa nào đó là mấy cái đó đưa lên nữa mà còn gì nữa đâu có làm đó đó quậy lắm cái này nó nốt đâu có được đâu nốt được đâu sao nói còn nếu mà còn thiết phải không nó lấy dao nó phét lỗ vậy nó chui da nó không khổ quá con mình thôi bây giờ là mưa lớn lên này cả nhà ơi mình phải tắt mới được. Xin chào cả nhà.